Xong việc chưa? Xong việc chưa? Hả? Chưa ăn. Chưa. Má nãy ngồi trên xe bếp thề bả cái đá mà đều có nhạc nữa nhớ. Sao Cloud bị cái lồn gì đấy? Chịt mẹ. Hello, tụi mình đang ở New Town, đây là một ngày của festival. Tụi mình sẽ đi quẩy một xíu. Đây, quay sân khấu. Đấy, đấy. Cái gì đây? Review cho các bạn trẻ không? Review mà không? Review gì? Review này hả? À. Đây là xì gà gì đấy, đồ má hút cũng phơm. Phê đẹp không? Hôm nay là ngày gì? Hôm nay là ngày gì? Hôm nay là ngày điểm giờ. Đừng có đúng. Cô hút vào trong thẳng lên. Ừ, hút vào trong mỏ thôi. Vãi luôn cây táo á. Ừ. Vãi luôn. Giữa trung tâm thành phố mày có cả cây táo trong nhà. Ơi à. Phùng. Chuyện đấy xảy ra với cả cái studio này vậy mày. Chiến trường. Ờ, này như bạn chiến trường mày. Chiến trường. Hello tất cả anh em. Thì đây là phòng ngủ tôi mà phát hơi bừa cho anh em. Thì yeah. Hôm nay vừa đi chơi cái kia xong. Vãi trường, what the fuck. Yeah, yeah. Bên ngoài trời nó cứ vibe bên này thôi. Yeah. Cuộc sống đơn giản lắm rồi anh em. Hello tất cả anh em nhá. Hôm nay vừa lên lại cái camera quay cho anh em thì mình sang New Zealand rồi. Thì bây giờ đang cố học cái cách để gọi là sống quen lại với ở bên này ấy, tại vì ở Hà Nội đã quá nên là đi mẹ ra qua phòng cho anh em. À, bữa như chó đẻ ấy. Đây là ngồi nghe Châu Chi vãi vãi luôn mẹ. Đây rồi. Đây sẽ là con hàng mà anh em sẽ sở hữu. Hàng nóng luôn. Vâng, thì mình muốn hỏi là hôm nay mà mình in sticker ấy thì có lấy luôn luôn không nhỉ bạn nhỉ? Đâu quay đây mà. Vương không? Để thằng hại sinh ấy. Đau dâu ra kìa. Cái này là boxy hiểu không? Sơn chất vải nha, mình đưa cái. Ui mẹ, đẳng cấp. Đẳng cấp. Đẳng cấp. Đẳng cấp. Giờ chốt được traffic nữa là BOOM. Business in boom ấy. Yes sir. Tôi nói rồi, xong sản xuất rồi. Giờ anh em chuyển team mình thật cháy rồi. Ở đây ra tao mang cái laptop đây để làm luôn cho mày xem. Mẹ mẹ.
Photoshop cho nó thành trắng đen xong nhìn nó vỡ vỡ một tí. Đấy, xong đang thậm chí ăn cắp mấy ý tưởng của hình Pinterest ấy, chụp theo kiểu của mình. Đéo gì bản quyền. Chụp theo kiểu của mình. Cái bản cái gì mình đéo đẹp. Chụp cảnh thôi, chụp mình đéo bổ mẹ. Khi mình thành công mình sẽ có cái khách khác của nó. Xong mình công ấy mình sẽ bảo là need to start somewhere. À, pizza, đó, pizza mình ghi đẹp chất lượng tí. Đấy. Được ghi cái áo, chứ không cái áo của Red Lock. Thì tôi hẹn mày cái áo đấy nhá. Mua về cái hình hình in ấy. Trong này có đưa ra cảnh của mèo ấy. Giống như con cả cách, nó dính với nhau ấy. Xong rồi tách ra. Tách ra, cái hình nó như kiểu mà mua về bao lâu nó cũng dính tôi đâu. Khả năng cao sẽ không biết hình. Được, thế để tao suy nghĩ. She a baddie. Mm-mm-mm. Ow. She a baddie. Mm-mm-mm. Mm-mm-mm. Yeah. Damn. Woo. Yeah, I got the bug on my plate.